Hello các bạn nha, thì trong cái mùa bệnh dịch này á, thì các bạn biết rồi, trong mấy tháng vừa qua rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ bị đóng cửa theo lệnh của tiểu bang, của thành phố và của chính quyền Mỹ. Thì có nhiều tiệm nail thì vẫn phải đóng tiền rent mỗi tháng cho dù là đóng cửa không có hoạt động. Thì đó là tình trạng mà khó khăn chung của tất cả mọi người trong cái mùa bệnh dịch này. Còn có nhiều tiệm nail á, thì cũng được ông chủ ổng thương tình, ổng bớt cho 50% hay là ổng có thể cho khoản nợ lại để trả sau. Nó tóm lại thì tùy theo mỗi một người mà có ông chủ cái building các bạn nhé. Thì cái bệnh dịch này nó làm cho tất cả mọi người trên thế giới đó các bạn, cuộc sống bị thay đổi, nền kinh tế bị coi như là trầm trọng, là bị đau trầm trọng đó các bạn. Rồi không ai làm ra tiền, hầu như đa số là mọi người đều bị ở nhà, không có đi làm. Bây giờ thì bắt đầu có nhiều tiểu bang bắt đầu được reopen lại, và trong đó có cả luôn tiệm nail, tiệm tóc. Thì các bạn biết rồi, trong cái thời bệnh dịch Covid này á, thì tiệm nail, tiệm tóc á, là cái nghề mà cũng như cận kề với khách hàng nhiều nhất, và nó có nguy cơ lây nhiễm, và nó có nguy cơ coi như bị lây lan nhiều nhất. Cho nên làm cách nào để mình bảo vệ được người chủ, người thợ và cái tiệm của mình, cũng như nói tóm lại là bảo vệ mà tránh bị coi như là thưa kiện hay cái này cái kia cái nọ đó. Thì Tony có hai cái mẫu đơn mà Tony muốn mà coi như là chia sẻ với mọi người, và các bạn có thể mà lấy những cái idea này, các bạn có thể tự quánh ra cho các bạn một cái mẫu đơn theo cái ý riêng của các bạn nha. Rồi mời các bạn theo dõi những cái chi tiết, những cái mà coi như Tony sắp sửa chia sẻ. Bạn có biết không, hai cái mẫu đơn này nó sẽ giúp cho người chủ tiệm và người thợ tránh rắc rối về sau, cả hai luôn nha các bạn. Người chủ, người thợ và cả cái tiệm nail mình tránh rắc rối về sau trong cái mùa Covid này. Tại vì mình không biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì trên đời này thì nó cũng có người tốt và người xấu, đúng không các bạn? Thì mình không biết được lúc nào mà mình gặp được người tốt và lúc nào mình gặp được người xấu đó các bạn. Đó, cái ý của Tony là như vậy đó các bạn. Thì khách hàng cũng vậy, khách hàng thì cũng có người này người kia. Cho nên thôi, mình yêu cầu người ta ký tên vào để cho chắc ăn các bạn. Cái gì cũng vậy, giấy trắng mực đen, thì sau này có chuyện gì rắc rối thì mình cũng có cái bằng chứng các bạn nhé. Đó là cái ý của Tony muốn chia sẻ lại với các bạn. Trong cái mùa bệnh dịch này, làm nghề nail, nghề tóc đã khó khăn rồi. Rồi coi như là rất là nhiều điều luật lệ mà mình phải tuân thủ theo. Mà bây giờ nếu mà bị chuyện gì nữa thì nó còn coi như là khó mà coi như giải quyết lắm các bạn nha. Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì hôm nay trong cái video này Tony có một cái chủ đề mà muốn chia sẻ lại với các bạn, mà Tony thấy nó cũng rất là cần thiết cho những người làm chủ tiệm nail, tiệm tóc và tiệm barber shop. Thì sau khi mà mình được reopen lại thì các bạn biết rồi, mình phải tuân thủ theo những cái luật lệ của tiểu bang nè, của state bar nè, của health department nè. Không? Rồi bên cạnh đó mình cũng phải tìm ra đủ mọi cách để mà coi như mình giữ an toàn sức khỏe cho người chủ, người thợ, người khách và cái danh dự của cái tiệm mình, đúng không các bạn? Đó, thì Tony có hai cái coi như mẫu đơn này là Tony tự đánh ra trên cái Google Document đó. Mình chỉ viết ra vài chữ thôi các bạn, một tờ thì cho khách, một tờ thì cho thợ ký. Thì bên trong những cái mẫu đơn này là nó có những cái chi tiết gì? Mời các bạn theo dõi cái video nha. Cái bệnh Covid-19 này đó các bạn, thì nó lây từ người qua người, đúng không? Thành ra cái nghề nail, nghề tóc là cái nghề mà coi như là mình cận kề với khách hàng. Cho nên ai cũng sợ bị lây, ai cũng sợ bị nhiễm. Người thợ cũng sợ, người chủ cũng sợ, mà người khách cũng sợ, đúng không các bạn? Thì làm cách nào để mà mình giữ an toàn cho cả đôi bên, cho cả mọi người,
mà có thể nhất trong cái khả năng mình có thể đó các bạn, tức là trong cái khả năng mình có thể mà làm cách nào để mà mình đỡ bị lây nhiễm á, thì trong cái mẫu đơn này nè các bạn, là từ và người chủ và người thợ, ok, thì đại khái thì trong cái mẫu đơn này thì chỉ có là tên họ, cái này là mình tự đánh ra nha các bạn, rồi các bạn có thể mà chỉnh sửa hay là các bạn có thể thay đổi sao sao ấy, làm theo tùy theo cái tình trạng của tiệm bạn, hay là làm theo cái hoàn cảnh của tiệm bạn, nó tóm lại các bạn có thể chỉnh sửa thêm mắm thêm muối, nó tóm lại có thể làm những gì mà các bạn có thể làm, ok. Thì đại khái là Tony chỉ quánh ra vài chữ thôi, là tên của người nhân viên, rồi nhân viên ký tên của người chủ, rồi người chủ ký tên, và cái người nhân viên này nói là người ta đã hiểu về những cái mà cái cách làm việc trong cái thời COVID này, và người ta sẽ ráng giữ an toàn vệ sinh chung để mà coi như là cho những người xung quanh, khách hàng cũng như là bản thân và người chủ đó, nó tóm lại là như vậy đó các bạn đó. Rồi bắt đầu người ta hiểu những cái gì cần phải làm thì người ta chỉ ký tên đó. Thì đây là một cái mẫu đơn, nó rất là đơn giản các bạn, các bạn chỉ vào quánh ra vài chữ thôi ở trên Google Document đó. Này là giữa chủ và thợ, rồi thì người thợ chỉ cần ký một tờ thôi nha các bạn, không cần ngày nào cũng ký một tờ rồi mình giữ là được rồi, không cần phải ngày nào cũng ký. Còn đây nè các bạn, đây là người khách hàng, đây là cái đơn cho người khách hàng. Khi mà người khách hàng vào tiệm thì dĩ nhiên trước nhất là bạn phải bắn nhiệt độ, đo nhiệt độ đúng không? Rồi sau đó người khách hàng mới sanitize hand hoặc là đi rửa tay. Đó, thấy chưa? Rồi sau đó thì bắt đầu mình mới yêu cầu người khách hàng ký tên vào đây. Ký tên vào đây nè các bạn. Để làm gì? Đây là để bảo vệ cho mình và cho thợ luôn nha các bạn, và cho tiệm luôn đó. Thì trên này nó có những cái gì thì tên họ của người khách hàng thôi, rồi người khách hàng cần làm gì thì người ta chỉ checkbox vô cái chỗ người ta cần làm. Rồi ở dưới này thì người ta nói là người ta sẽ coi như là đồng ý cho mình service, đồng ý cho mình service, và nếu có rủi ro mà có bị cái gì đi nữa thì người ta cũng mà coi như là không có mà thưa kiện mình đó. Người ta ký tên vô đây đề ngày tháng vậy đó các bạn, nó rất là đơn giản. Hai cái mẫu đơn này á, thì nếu bạn nào á mà cần á, thì Tony sau khi mà Tony làm xong cái video này thì Tony sẽ để cái đường link của hai cái mẫu đơn này nha, nhớ nha các bạn nha. Tại vì có nhiều bạn á, thì xem chắc là nghe không rõ, thành ra cứ nhắn tin đưa email để cho Tony gửi hai cái mẫu đơn này vô email, thì thật sự thì Tony cũng rất là bận biểu các bạn, cho nên Tony không có mà thời gian để mà ngồi đó mà gửi email cho từng bạn. Cho nên Tony sẽ làm một cái cách nhanh gọn lẹ là sau cái video này Tony sẽ để cái đường link của hai cái mẫu đơn này nè ở bên dưới cái phần bình luận á, ở bên dưới cái phần bình luận của cái video này. Thì sau khi bạn xem cái video này rồi bạn đi xuống cái phần bình luận thì các bạn sẽ thấy cái mẫu đơn này đó. Các bạn click vào cái đường link rồi các bạn in ra hoặc là các bạn chỉnh sửa sao đó tùy theo cái ý của các bạn, tức là các bạn không cần phải dùng exactly cái form này, các bạn chỉnh sửa thêm mắm thêm muối thêm này thêm kia thêm nọ thêm đường bột ngọt gì đó, rồi các bạn in ra rồi các bạn xài cho tiệm của các bạn, nó rất là đơn giản các bạn nha. Thì bây giờ tôi này sẽ chỉ cho các bạn xem là trong cái Google Document á, mình chỉnh sửa nó rất là dễ các bạn. Đâu hello các bạn nha, thì đây này các bạn, cái mẫu đơn này thì nó nằm ở trong cái nó gọi là Google Document đó. Thì tôi này đang làm ở trong Google Document đó, thì các bạn chỉ có mà download về rồi các bạn chỉnh sửa rồi các bạn muốn làm gì đó các bạn làm thôi, nó rất là đơn giản các bạn ơi, ok. Nếu bạn nào cần thì cứ xem cái video xong rồi ở dưới bên dưới cái video nó có đường link nha. Rồi sau giờ phút tôi này chia sẻ với các bạn hai cái mẫu đơn, nó rất là đơn giản, nó bình thường, nó đơn giản, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể đi vào mà quánh ra dài chữ rồi in ra, ok. Nhưng mà nếu bạn nào mà cần thì các bạn có thể xuống bên dưới cái comment rồi click vào cái đường link nha, rồi các bạn có thể chỉnh sửa hay là các bạn có thể làm gì đó, hoặc là các bạn nhìn lấy cái idea rồi các bạn tự quánh ra theo cái cách của các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này nha. Nếu các bạn thích thì bấm like và nhấn nút share để mọi người cùng biết. Và nếu bạn nào chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để ủng hộ kênh cho tôi này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.